khảo của liên hoan nhóm nhạc sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với chủ đề Khi người ta trẻ lần 1 năm 2014 đang đến rất gần. Các đội thi đã chuẩn bị cho liên hoan như thế nào? Chúng ta hãy cùng đến với quá trình luyện tập của các đội nhé! Sảnh D của cơ sở Đinh Tiên Hoàng sau những ngày nhộn nhịp ca hát của hành trình trẻ thì giờ đây lại tiếp tục sôi động với những bước nhảy mạnh mẽ và lôi cuốn đến từ các đội thi. Các bạn luyện tập hăng say mà quên cả thời gian, quên cả mệt mỏi. Có nhiều đội tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa giữa hai buổi học để tập luyện. Có đội 9 giờ tối rồi và vẫn phải nghe con về, rồi cả chuyện hình ý tưởng và thiết kế trang phục cho bài biểu diễn của mình. Đổi lại đây là những niềm vui, tiếng cười giữa những người đồng đội, những hy vọng mong mỏi rất sinh viên và rất trẻ. Các đội đang cố gắng hết sức mình để đem lại những màn trình diễn tốt nhất cho phòng sơ khảo của liên hoan với những gì mà các đội đã cố gắng. Chắc chắn phòng sơ khảo vào ngày 25 tháng 4 tới đây hứa hẹn chúng ta sẽ được chứng kiến những màn trình diễn đã mắc và đáng nhớ nhất. Các bạn khán giả ơi, hãy đến cổ vũ cho các đội thi của chúng ta vào ngày 25 tháng 4 lúc 2 giờ tại hội trường C, cơ sở Tự Đức, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhé. Khi bạn trẻ, bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi.